Xin chào anh chị các bạn nha. Có vài món làm clip gửi cho em bạn tham khảo nha. Đầu tiên là cặp đuôi chuột khoảng 250 nha. À, 13 nè. 13 17 nè. 19 nè, 21 nè. Hàng nội địa nha các bạn. Cái này là super hả? Super da băng. Cái này là hàng top nè, còn tay em luôn các bạn. Máy in da băng nè. Top là thép CRV gì đó các bạn thấy không? Thì cái này nó còn đẹp, nó là thép đen, nó đen vậy thôi. Còn con này thì có dùng rồi hả, có đầy chỗ hả. Mười ba, 17, 19, 21 giá 250 bao ship. Con đẹp con xấu bán giá 250 thôi. Rồi cái thước mình thanh lý luôn bán này, mấy nay mình để mình cũng xài rồi, cũng có test qua rồi, mình bán 500 nha các bạn. Đó, mình đừng có đẩy cái lực vừa thì nó ok ha. Đó, kéo đi kéo về là ok nè, tắt nè. Cái nút này nó giống như nó lai màu đen các bạn, nút này màu trắng. Mất cái nắp pin nè, mình dán băng keo đó. Thước thì cái mũi đẹp, đẹp theo dạng hàng bãi thôi, tương đối rồi nè, không có lọt sáng qua ha. Cái mũi này cũng còn khá nhọn. Và thước điện tử MitoToyo 1,5 tấc các bạn, chỗ này có nó có sự cái lớp ngoài tí nha. Cái này nó đập bằng cái cảm biến nằm bên trong các bạn, giống như lớp đồng nằm trong, chứ cái ngoài là chỉ thể hiện thôi. Bán 500 bao ship nha. Thì con này mình đã sử dụng đo đồ nhiều rồi, test cũng nhiều rồi. Bạn xài xong nhớ tắt nguồn nha. 500 bao ship mã số 2. Mã số 3 mình bán 170.000 rồi. Cặp thi từ lên được xuống là về cho các bạn chế gì chế. Có thể là các bạn gắn lò xo, độ lò xo sao cho nó tự bung á. Mình làm cái đồ bấm pin cũng được, 170.000 nha. Này nó chịu lực nhẹ đó các bạn. Mà nó trượt rất là nhẹ nha. Và không có rơ, đặc biệt là không có rơ. Bán cái này 170. Với hai cái kim hàng nè. Kim hàng này nó nằm trong cái nhà máy mà nó về máy hàng các bạn, nó tháo ra là những cái kim vậy nè, nó mài bằng đồng dẹp. Thì mình có thể về mình xài bo cái đầu này hơi bầu bầu lại, tại mình hàng pin mình cần nhỏ thì tiết diện nửa này thôi ha. Khi nào mình xài hết rồi mình cứ dẹt giống người ta vậy mình xài. Bán kèm như thế này 170.000. Nhiều lúc mình thấy đồng vậy chứ không phải nha các bạn, nó là hợp kim gì đó. Chiều dài của kim này nó hiện tại là nó đang 5 phân à, 5 phân. Còn cái hành trình trượt này là trượt lên trượt xuống được khoảng 3 phân nha các bạn. 2 phân à, 2 phân rưỡi hả? Từ đây lên tới đây nè, phải cũng 3-4 phân chứ. Thành nó trượt lố qua luôn. 3 với 2 là 5 phân. Trượt lên trượt xuống được 5 phân á. Cái trượt nó không quan trọng đâu, nếu mình chế kim hàng mình chỉ cần trượt khúc vậy thôi đủ rồi. Này mình bán 170 nha, có hai kim nữa. Rồi mã số 3. Mã số 4 mà. Cái cặp trượt 3 chiều nè. Nhỏ à nha, nhỏ xíu à. Nãy các bạn nhìn thấy trong lòng bàn tay mình, ở này để các bạn chế máy mài hay gì chính xác á, mình trượt tới trượt lui á, chế đồ gá của mấy máy mài nhỏ nha, mài đồ nhỏ bạn về bạn chế thêm để mình chỉnh nhích tới chích lui được ha. Đó, cặp này với cặp bedan này, bedan này nó bị cùng bên rồi các bạn ơi, bedan Nhật đàng hoàng nha, da băng nè, quay nhẹ nó không có rơ vậy đó, mà nó trùng bên, tức là mình mua mình không để ý mà nó sót lại cuối cùng còn bên phải không à. Mình bán kèm như này luôn 260. Này mã số mấy đây, mã số 4. Riêng cái này là dạng thanh lý là mình không bao ship nha các bạn. 260. Mình ghi rõ là không bao ship luôn. Nào bán nha. Còn mấy cái mã này là mình bán bao ship. Mã số 5. Số 5 một cây dích lực. Cây dích lực nhỏ nha các bạn, với lại một cái mũi này bán 150.
150 bao ship luôn, vít nhỏ thôi. Vít nhỏ là chỉnh từ 1 cho tới 6.5, này là mũi cộng 0 nha. Để mình dặn đồ nhỏ, đồ nhỏ thì mình cần đó, nó báo nè, nhảy cái cọc nè, giống như cần lực vậy đó, để nó không có bị hư ốc thôi. 150 bao ship. Con này thì ngoại hình cũng được thôi nha. Bằng nhôm. 150 mã số 5. Mã 76 là cây rút PV hiệu con tôm mà. Này hàng bãi nội địa. Chưa hoàn chỉnh, không có chụp nhựa nè. Giống này mình bán nhiều rồi, bị lỗi là có bọt khí đây nên bên đó nó quỷ. Mà rút vẫn ngon, thiếu cái đầu 3.2 nữa nha. Vẫn bán anh em xài ok. Anh em nào biết xài xài này vẫn tốt. Rút và nhã, về bạn có mấy cây Việt Nam đây bạn gắn cái đầu 3.2 thì xài tốt nha, nó ngấu rất là sâu. Rút là nhã không bị kẹt nếu mình gắn đúng đầu nữa bạn. Rồi mã số 6 là 206, chuyển khoản bao ship. Mã số 7 là một cái đầu chuyển từ bê tông mũi gài nè, đầu gài nè sang đầu kẹp, mà cái này nó cái đuôi nói chung nó xấu nha, đuôi xấu, đầu cũng xấu, nó bán 130 bao ship. Có cái khóa này thôi, cũng mở được thôi chứ không phải chính của nó. Không phải theo nó đâu. Cái con này là của Đức á. Nhưng mà nó cũ rồi, mình bán 130 các bạn bao ship luôn. Mã số 7. Mã số 8 là thanh lý khoáng sát nha các bạn. Thì cái con này là nếu mở hàng này nó có nút bấm luôn, còn sống. Đây nè. Giờ nó điện 100V nha. Đó, còn nóng hẳn hôi. Nhưng mà cái đầu nó kỳ quá. Dây chống cháy luôn. Các bạn coi rõ nha, thế nào mình bán sát mình nói rõ lắm. Cái nào hư lỗi gì mình nói cho các bạn dễ hình dung bạn mua. Mình bán rất là rõ ràng chứ không phải là bán đồ hư mà nói sống ha. Cái nào sống mà nó sống, cái này cũng vậy còn nóng nè. Cái này nó có hai cấp luôn. Là từ hai bình thường là 20-30W, dễ bấm vô là 90W. Nhưng mà cái mũi nó cũng rất là xấu mà nó còn nóng nha. Hai cái set này, set số 8 là 450, còn 3 món cái hút chì nữa bạn. Cái hút chì này thì nói chung cái này của người ta chia lại thôi, người ta nói là cái này nó không hút nhưng mà cuối cùng nó còn hút mà nó hư điện trở bạn ơi. Tại vì nó không hút thì mình ở nhà mình có đồ mình biết sửa, không hút nhưng mà nó hư điện trở rồi. À, còn hút à. Đó, mình để tay vô hút này. Hư điện trở. Cái đầu này thì 1 ly nhưng mà cũng còn đẹp. Hư điện trở mình thanh lý luôn. Thì mình bán 3 cái món này nè. 450. Nha. Chỉ có mỏ hàng này nó còn hút mà nó không nóng nha, hư điện trở, còn hai cái này còn điện trở nhưng mà xấu. 450. Người ta còn bán hai cái nữa mà xấu dục luôn. Hai cái này giống như Việt Nam ở đây. Dây gì thì không phải dây chống cháy nên mình không có xài mà hư rồi dục luôn. Thì nhiều lúc khó lắm. Mình tin tưởng là dễ ha, cái gì ăn nhiều lúc là nó khó ăn đưa mình là cuối cùng mình không ăn được là mình lỗ thôi. Mã số 8 rồi. Hay mà. Số 9 là cái thanh lý cái nồi cơm nữa, bữa nay bán cái đồ này không à. Cái nồi cơm nửa lít hiệu Tiger. Cái son thì còn đẹp lắm mà hư rồi nha. Son đẹp. Nửa lít các bạn, có nửa lít thôi. Ron xanh lè luôn. Đây có cái ron trong này nữa xanh luôn. Này đó giờ đó mua xài, nấu sôi rồi nấu được mấy lần tự nhiên nó đứt luôn rồi. Đem đi sửa rồi nó sửa rồi. Dây bỏ trong rồi khỏi thử đi. Bán sát mà 270 ngàn các bạn. Có sửa rồi nha, mình có đem đi sửa một lần. Sửa rồi mà về nó nấu không được, nó hâm thì nó ấm mà nấu không được, không nóng. Để đây cũng lâu lắm mà bụi bặm nó nóng. Thì bán cho bạn nào có nồi này hay là có cần cái phụ tùng gì đó bạn lấy. Cái son này nó còn đẹp. Giá này có 270 các bạn, ngoài nửa lít. Rồi này đây nó bể miếng nhựa ở đây nữa nè. Miếng nhựa này không ảnh hưởng. Này để chặn cái quai.
là này mét giao băng là hoàng luôn mà sao đang xài tự nhiên nó hư, mà nó cắm lộn điện đó nha, nó đang nấu luôn tự nó đứt luôn, có sợi dây nguồn chỗ này luôn các bạn. Dây nguồn này mua chắc 50, đây là dây nguồn này. Dây nguồn 12A đó, hít đó, xài hít vô đúng hiệu Tiger luôn à, giá 270 nha. Mấy cái bán xác thì các bạn chịu có chuyển khoản mình ha, tại vì thanh lý nó trên 200 mấy rồi, nào ra món nào rẻ quá thì mình nhận kẹt cũng được. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh chị bạn clip sau.